Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng thức dậy đã làm xong một cái bánh bò nướng đem đến nhà người bạn. Căn nhà mới mua lớn như thế nào, giá trị nhà là bao nhiêu, rồi đi chợ chê đồ chô, rồi mua những món ăn gì. Đã làm xong cái bánh và cũng đã cho vào một cái hộp xách đi như thế này nè, đem đến nhà bạn. Mọi người ăn bánh xong rồi thì mình xách cái hộp này về. Cái hộp này đó mình mua trên Amazon, rất là đơn giản để mình xách. Trong cái hộp này á, nó có con dao cắt bánh luôn nha, rất là thích luôn. Ăn gia có 4 người thôi. Và mình sẽ quay cái video nguyên cái khu nhà đó, cái giá tiền là bao nhiêu, coi có đẹp hay không ha. Chơi đồ chô bán bông rất là rẻ luôn. Sen đá những cái chậu như thế này 8 đồng 99. Những chậu bông nhỏ đẹp mình có thể mua về, hết mùa bông mình cho xuống dưới đất. Đặc biệt đó là những loại bông cũ, như đây là những cái hộp người ta trồng khoảng ít nhất là 4 củ cho tới 5 củ, chỉ có 10 đồng 99. Còn nói về hoa lan huệ đó thì đây là những cái củ nè, có 7 đồng 99. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào thích mua đó thì đây là cái củ ha. Cái dòng ngoài này nè là cái lớp, cái dòng ngoài ở này nè là cái lớp đèn cày thôi. Mình không thích thì mình có thể cắt ở vòng ngoài bỏ đi một lớp, rồi sau đó mình cho xuống dưới đất, hoặc là mình để như vậy luôn cũng được, không bị gì hết. Khi mà đã hết mùa bông rồi mình cắt ngang ngay cái miệng như thế này nè, rồi mình để năm sau ra tiếp. Nhưng cái loại này đó thì mình sẽ thấy là cái màu trắng ha, mình muốn màu nào thì mình lựa màu đó, ví dụ như là màu hồng, màu trắng. Còn đây là những cái loại bông thơm như là tulip nè đó. Hôm trước mình có nói là sếp Quy bán những cái hũ như thế này, bông rất là thơm ha, cái mùi bông này thơm lắm, bán chỉ có 3 đồng 99 thôi đó. Khi mà cái bông này nó tàn rồi đó thì mình cho xuống đất, hay là mình cứ để trong củ như thế này, ra rễ rất là đẹp, rồi mình thay nước thôi, hoặc là mình lấy cái hũ này mình cho củ khác vào. Đây là những cái bông mà đã nở rồi như thế này, rất là đẹp luôn. Còn đây là bông tulip 7 đồng 99. Đây là một loại hoa jasmine nè, rất là thơm luôn, thơm vô cùng. Này, 17 đồng 99 cho một chậu. Và có cái tờ giấy để cho mình đọc là biết cách để mà mình tưới nước cũng như là cho phân bón vào. Mình sẽ mua cái chậu này tặng cho bạn. Hoa lan huệ 7 đồng 99, tulip 5 đồng 99 tùy theo bó bông. Có bó thì là 8 đồng 99. Daisy thì 4 đồng 99. Bông hồng 9 đồng 99. Tất cả những bó bông trong này giá khoảng là 6 đồng 99 cho tới 12 đồng 99, cũng tùy theo bó. Những chậu lan nhỏ thì 10 đồng 99, còn lan lớn đó là 14 đồng 99. Nhưng chỉ có một nhánh mà thôi. Còn ở chợ Sếp Quay đó, người ta bán là 19 đồng 99 tới hai nhánh luôn. Cho nên khi mình lựa chọn những cái lan á là mình phải xem thử lại cái giá tiền. Tuy là nó rẻ hơn, tuy là Tijachon, tuy là nó rẻ nhưng là một nhánh hay là hai nhánh. Trái plum đen 6 đồng 99 một hộp. Còn táo vàng thì 3 đồng 99 một bịch. Xoài 5 đồng 99 4 trái. Pate cái loại này rất là ngon luôn, với cái giá tiền là 5 đồng 99 cho 7 ao. Loại pate này rất là ngon luôn. Ở đây thì để mình xem thử coi trứng gà nâu bán là bao nhiêu. Trứng gà nâu jumbo chỉ có 4 đồng 99. Và đây là một loại bơ rất là ngon luôn, ở Costco thì sẽ bán lớn hơn. Còn đây á, thì mình chỉ mua một cái là 8 ao với cái giá 4 đồng 99. Hai loại, loại nào cũng ngon hết. Loại này á, thì có muối, còn loại này á, thì không có muối, là gọi là exotic. Nói đến chợ Jericho thì ai cũng biết hết thức ăn trong này. Tuy nhiên không phải món nào cũng rẻ, mình coi lại giá thì cũng tùy theo thôi.
Và bây giờ hai vợ chồng mình đi đến nhà một người bạn ở Cortland, Morgan Hill. Khu nhà này là khu nhà mới, cũng được chắc khoảng là một năm, vẫn còn rất là nhiều căn đang xây. Bạn dọn vô được 2 tuần rồi. Với giá nhà thì khoảng là 3,5 triệu trở lên, lưng là những cái núi đồi. Nhưng không biết mình có vào nhà quay được hay không, nhưng mình sẽ cho mọi người thấy những căn nhà ở ngoài như thế này. Từ căn nhà này qua căn nhà kia đó thì cũng không có cách xa lắm. Còn cái sân sau có lớn hay không thì thật sự ra mình thấy chắc cũng không có lớn lắm đâu. Đây là những căn nhà 2 tầng hoặc là 1 tầng. Thời gian đợi căn nhà xây xong là khoảng đâu là 5-6 tháng. Đây là những căn nhà của người bạn mình đây. Không biết là căn nào, hy vọng là sẽ tìm được. Đây là căn nhà của người bạn mình. Đây, căn nhà này. Và đây là những căn nhà đã xây xong rồi và người ta cũng đã dọn vào rồi. Phải công nhận căn nào cũng lớn hết. Một story thì thấy cái nhà nó sẽ lớn hơn, hai story thì thấy cái nhà nó sẽ nhỏ hơn. Cái căn trước mặt của mình là không biết là living space là bao nhiêu, nhưng mình nghĩ chắc cái này cũng 5.000 square foot lot đó. Còn đây là căn nhà của bạn mình nè, đó là one story. Một chút nữa mình vào trong nhà, không biết mình có được quay hay không, nhưng mà mình sẽ đi ra trở lại và mình quay hết những cái khu nhà ở đây. Và đây là những căn nhà khoảng đâu là 5.000 square foot cho tới là 6.000, 1 tầng, 2 tầng. Những căn nhà này thì cũng đã bán xong hết rồi. Thời gian khoảng chừng 1 tháng đến 2 tháng nữa là người ta sẽ dọn vào. Những căn nhà này thì phải nói đối với mình đó, không thể nào mình có thể vào trong này ở đâu. Bởi vì hai vợ chồng già với một căn nhà lớn như thế này đó, thì chắc chắn là phải cho ai đó ở chung. Chứ lớn quá, vào trong căn nhà của bạn rồi rất rất là lớn. Thí dụ như là phòng khách, phòng ăn là lớn nhất. Rồi sau đó vô cái phòng gọi là master bedroom của hai vợ chồng. Nhà tắm, walk-in closet rất là rộng. Còn những cái phòng như là của các con á, thì nó cũng không có lớn lắm đâu. Khi mà mình vào trong nhà, cái điều quan trọng đối với mình á, thì là cái nhà bếp là quan trọng nhất. Còn phòng khách thì không, cũng như là phòng ngủ. Tuy nhiên khi người ta build những căn nhà như thế này đó, thì lúc nào cũng vậy, cái nhà bếp là trống. Khi mà vô là trống hết tất cả. Hôm nào rồi mình sẽ đi đến những cái căn nhà builder đó, thì mình sẽ quay ở trong để cho mọi người thấy được là nó lớn như thế nào. Mình nhìn ở ngoài là mình cũng thấy nó lớn rồi nè ha. Đây nè, đây đó, nó lớn. Cái này là 2 story, khoảng đâu là 5.000 square foot. Thank you.
Và đây là một cái món ăn, đó là gỏi gà bắp chuối. Trong này có bắp cải, bắp chuối, rau dắp cá, rau thơm và rau răm. Mình sẽ trộn hết tất cả chung với nhau. Một món ăn này đó, một cái mâm là khoảng là 65 đồng. Mình chỉ cần trộn lại, rồi sau đó mình cho nước mắm vào. Tất cả thì người ta đã làm sẵn cho mình rồi, mình chỉ về trộn lại mà thôi. Sau khi mình đã trộn hết tất cả với nhau rồi, bây giờ mình sẽ cho cái nước mắm vào. Mình trộn, nước mắm này rất là sệt, rất là ngon, không có mặn, chua chua, ngọt ngọt. Rồi mình trộn như vậy thôi. Rồi mình muốn cho thêm là hành phi, tỏi phi vào, mình cho. Đừng có trộn hết một lần, ăn tới đâu thì mình trộn tới đó. Như vậy là đã có một món gỏi gà bắp chuối. Còn cái này là nước soda xí muội, mình mua về đó. Nếu mà mình có tiệc tùng á, cứ làm sẵn như thế này, rồi mình sẽ cho nước vào, mình trộn lên, rồi mình cho đá, đơn giản vậy thôi. Còn nếu mà mình muốn ở ngoài quán á, thì người ta sẽ làm sẵn cho mình, đơn giản, nhanh gọn và lẹ. Và đây là một món đặc biệt hơn nữa, đó là miếng xào cua. Khi mà cua để như thế này đó thì đã bẻ hết rồi, mình chỉ cần tách ra là mình ăn thôi. Còn ở dưới này á, là miếng đã trộn rất là nhiều cua ở trong này. Còn đây là món cơm chiên dương châu. Ở trong này có lạc xưởng, có trứng, có tôm và có scallop. Ở đây là cái, còn món này đó là món củ hủ dừa tôm thịt. Quán miền Tây ở miền Bắc Cali, trong khu Century Mall Shopping Mall Center, địa chỉ là 1111 Story Road, Suite 1023 San Jose. Mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật 10 giờ sáng tới 7 giờ 30 tối. Để liên lạc đặt những món ăn ngon cuối tuần cho gia đình hay những món ăn mỗi ngày mà mình không muốn nấu, số điện thoại là 408-828-4468. Loan. Để đặt những món ăn ngon cho cuối tuần cũng như là sinh nhật, hội họp bạn bè, mình chỉ cần gọi trước 2 ngày là được rồi. Món ăn mà mọi người thích nhất đó là bún mắm cũng như là bún cá. Bảo đảm khi đã đến để ăn rồi đó thì sẽ trở lại nhiều lần nữa. Những món ăn chọn lựa cho gia đình là món ăn nào mình thích nhất. Còn nói về bánh bò nướng thì mình tự làm, không cần phải đi mua, bởi vì với công thức mình chia sẻ rất là rõ ràng, rất là đơn giản, ai cũng làm được. Với công thức mà đã rõ ràng thì không có lý do gì mà mình làm cái bánh nó bị hư. Mỗi khi làm những món bánh gì đó thì mình sẽ chia sẻ lên, cũng như những món ăn mặn, bún riêu, bún bò, bún hến, mì xào, phở xào, bánh canh giò heo, bánh xèo, bánh khọt, những món gỏi, thịt nướng, thịt kho, cá kho, nhiều lắm, nhiều vô cùng. Nhưng tất cả những món ăn này mình ăn không hết thì sao? Món nước thì mình cho vào tủ đá, khi nào cần thì mình lấy ra làm những món ăn kè, thì dĩ nhiên mình chỉ cần làm đủ, ăn hết một ngày. Còn đến nhà bạn thì lúc nào bạn cũng sẽ đi đến quán miền Tây để mua những món ăn đặc biệt hơn. Lớn tuổi rồi, mình cũng không nấu những món ăn nhiều được nữa, cho nên thôi, nếu mình có thể mua và không cần phải nấu thì cũng nên làm. Mến chúc cô chú, anh chị và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Một ngày chủ nhật là một ngày nắng ấm, không còn mưa nữa. Cảm ơn rất nhiều đã đón xem video của Hồng. Xin hẹn lại kỳ sau.